rocks need no protection from the rain. Ayo, what's up? Xin chào anh em lại một lần nữa đã quay trở lại với máy chủ thử nghiệm của Tô Mỡ ở trên channel Mobile Legends này. Và anh em đều biết là ở thời điểm hiện tại trong máy chủ thử nghiệm chúng ta có rất là nhiều những cái nội dung mới đã được cho ra mắt, bên cạnh những cái sự chỉnh sửa đến từ những cái vị tướng đang có trong game. Thì Moontoon còn cho ra mắt rất nhiều những cái trang phục mới, và một trong những cái trang phục được cho ra mắt trong thời gian tới đó chính là trang phục Basia với cái tên gọi Thần Thoại Huyền Vũ như anh em có thể đang nhìn thấy ở đây. Đây là cái trang phục mà anh em có thể nhận được khi mà anh em bắt đầu mùa giải thứ 30. Như vậy là Mobile Legends nó đã trải qua 30 mùa giải đang có ở trong cái tựa game này rồi anh em ạ. Và mỗi mùa giải nó kéo dài 3 tháng, anh em cứ lấy 30 mà chia cho 3, tức là đâu đấy nó đã rơi vào khoảng độ tầm bao nhiêu nhỉ? Một mùa giải là 3 tháng. Thì anh em cũng đã thấy được một cái khoảng thời gian rất là dài mà chúng ta đã đồng hành cùng với game rồi, đúng không anh em? Ok. Rồi thì quay trở lại với cái nội dung chính của chúng ta, Basia Thần Thoại Huyền Vũ. Thì khoan, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với cái bảng ngọc của cái vị tướng Basia ở meta hiện tại mùa giải thứ 29 đã. Thì Mỡ sẽ sử dụng bảng ngọc này cho Basia anh em nhé. Điểm tài năng đầu tiên đó là cái điểm tài năng chống chịu, sau đó là khắc tinh ma trùng, và cuối cùng sẽ là một chút sùng bái để giúp cho cái vị tướng Basia này có thể gọi là cứng cáp hơn trong cái việc gọi là để mà cái vị tướng này có thể dồn được sát thương nhiều hơn. Và có thể Mỡ nghĩ là cái sung bá này nó hợp với Basia, còn nếu như mà không thì để xong game này rồi tính. Đấy, ở trong trận đấu này thì Mỡ sẽ sử dụng bằng như vậy. Đó, thì như anh em có thể nhìn thấy ở trong cái trang phục Thần Thoại Huyền Vũ của mình thì Basia, cái điều đầu tiên mà anh em cần phải lưu ý đó chính là nếu anh em xem cái hoạt cảnh chơi ấy, thì cái trang phục này nó vẫn chưa hoàn thiện. Nó mới chỉ hoàn thiện về animation cũng như là cách xuất hiện của cái vị tướng Basia này mà thôi. Còn cái âm thanh rồi thì âm thanh chi tiết lúc xuất hiện nha anh em, còn xa hơn đó là những cái chỉnh sửa đến từ ngoại hình thì có lẽ là vẫn đang được Moontoon hoàn tất. Bởi vì anh em nên nhớ rằng là cũng còn một cái khoảng thời gian tương đối dài nữa, cũng vài tuần nữa thì mùa giải thứ 29 mới kết thúc và mùa giải thứ 30 mới chính thức được có mặt ở trong tựa game Mobile Legends này. Cho nên là cái việc mà ở thời điểm hiện tại anh em nào mà sở hữu được cái trang phục Thần Thoại Huyền Vũ này thì chỉ có những anh em nào mà ở trong máy chủ thử nghiệm chơi đủ số trận yêu cầu thì anh em mới có thể sở hữu được mà thôi anh em ha. Ok rồi, và ở trong trận đấu này thì Mỡ sẽ sử dụng Basia đi rừng. Dĩ nhiên với cái bảng ngọc mới của mình thì cái con Basia này đi rừng vẫn rất là ổn, anh em có thể nhìn thấy. Đầu game thì Mỡ có thể cầm Basia ăn bùa tím, sau đó sang cướp bùa đỏ bên phía phần rừng của team bạn. Còn bây giờ thì sau khi mà Mỡ đủ 2 bùa level 5, Mỡ sẽ lên đường trên gank vào vị trí của carry, bật chiêu cuối. Và đang là làm chậm rất nhiều đến từ vị trí của carry, nhưng carry thì lướt được về. Tuy nhiên ở đây là cái vị tướng Aluka không chạy được về, carry đang bắn Mỡ nhưng sát thương không đủ. Vẫn double kill đến từ vị trí của Basia khi solo kill thành công. Alucard và carry ở đường trên mang về 2 mạng hạ gục ở trong cái trận đấu này anh em ạ. Đấy, đánh cái con Basia bây giờ thì cá nhân Mỡ cho rằng nó đang khá phù hợp ở cái vai trò đi rừng. Còn thật ra nếu mà để Basia ở cái vai trò đi hỗ trợ thì Mỡ lại thấy nó không được hợp lý cho lắm, bởi vì hơi ít đội hình phù hợp với cái việc mà để cho cái con Basia này đi hỗ trợ anh em ạ. Còn nếu như mà để cho Basia đi rừng thì Mỡ nghĩ là nó sẽ mang được đến cái tầm ảnh hưởng hơn là cái việc đi hỗ trợ. Cá nhân Mỡ từ trước đến giờ, Mỡ chưa bao giờ nhớ là chưa bao giờ Mỡ cầm cái con Basia này mà đi hỗ trợ bao giờ anh em ạ. Mỡ chỉ cầm Basia để mà đi rừng mà thôi. Thì ở thời điểm hiện tại Mỡ cũng đang khá là xanh với việc có được cho mình 2 mạng hạ gục, và kèm theo đó là cũng cầm được cho mình những cái món đồ cơ bản đầu tiên rồi. Lại một lần nữa Mỡ lên được trên. Thôi lần này thì carry có mà chạy đằng trời. Carry đi bụi ở trong cái tình huống này, mang về mạng thứ 3 của Mỡ. Alucard chỉ còn biết cách nhìn trong cái sự bất lực mà thôi. Nhưng tuy nhiên đánh nhau một hồi như vậy, team Mỡ vẫn đang bị dẫn mạng hạ gục anh em ạ. KDA ở thời điểm hiện tại vẫn đang là 6 mạng nhưng về bên phía của team bạn. Đấy, trận đấu này thì dĩ nhiên nếu như mà chúng ta có thể, chúng ta sẽ đi cướp rừng một cách nhiều nhất rồi anh em. Mỡ sẽ vào trong cái phần rừng bên phía của team bạn cướp lấy cho mình đó là cái con bùa đỏ anh em nhá. Ê, nhưng mà thấy có vẻ như là không cướp được bùa đỏ anh em ạ, bởi vì là team bạn ra đấy đông quá. Thôi không ổn anh em ơi, té nhá. Khiếp, team bạn ra đây tận 3-4 thằng cơ. Mỡ buộc phải lùi về. Con Fanny làm cho con bò gì đấy? Fanny nó còn trừng phạt đấy anh em ạ. Tổ cha con Fanny tấu hài. Thôi nó trừng phạt rồi, chắc chắn là cái con rùa này của Mỡ anh em nhá. Thôi cho nó làm cho con bò vậy, Mỡ trừng phạt này. Ui, Nana cũng ra ở đây rồi anh em ạ. Thế thì một tình huống Mỡ lao à, để Mỡ thử quấy em Nana xem. Nhưng mà không ổn nha.
máu của mỡ không đủ anh em ạ, máu của mỡ không đủ, và mỡ cũng không biết là sau lưng của con Nana nó có những con nào, cho nên là thôi mỡ quyết định gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào, mẹ sẽ lùi về để farm đi cho mình đó là con bùa tím cũng như là cái con bùa đỏ bên phía phần rừng của team bạn. Ok, lấy đi cho mình được xong cái con bùa tím rồi này. Sau đó mỡ sẽ hướng lên, nhìn lên đường trên. Mỡ sẽ nhìn lên đường trên. Đường trên đang có đánh nhau anh em ạ. Mỡ định ăn nốt con này xong thì mỡ sẽ lên đường trên. Đây, mỡ lên rồi đây. Alucard đang muốn dồn sát thương kết liễu đi được Lilia. Nhưng Lilia đã dùng chiêu cuối giật về. Mỡ thì không đuổi được Alu rồi. Đánh nhau có lẽ là đã hết. Và như vậy là đâu, hình như vẫn đánh nhau được mà. Đây, 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 đây. Để mỡ chắc đâu, để mỡ chắc đâu. Đánh một cái này cho nó hết biến về này. Ném cái đứa này, không được rồi. Có bánh xe công lý này lăn vào này. Đúng rồi, thôi không sao. Lilia là người ăn mạng hạ cục, nhưng ai ăn mạng cũng được anh em ạ. Đó là mạng hỗ trợ đầu tiên của mỡ. Sau khi đó mỡ ra được giữa anh em ơi. Một tình huống ném giáo chúng đến từ Moscow. Ơ, Moscow không bay ra. Ui, ông Moscow này chơi game lại không thích bay rồi. Phát vừa xong Moscow phải bay ra sau lưng, xong rồi đẩy lùi nó về đồng đội của mình chứ. Moscow này đánh hơi gà anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao. Phía bên này, mỡ thấy đang Moscow chạy bộ ra, mỡ bắt đầu lăn bánh xe công lý. Choáng được thành công, đó là cái vị trí của đó là cái vị tướng Carry. Nhưng không kịp ném cái bánh xe công lý vào mặt của Carry và như vậy là không thể bắt được cái vị tướng xạ thủ bên phía của team bạn anh em ạ. Cái trận đấu này, mỡ nghĩ là nếu như mà game càng kéo về late thì cái tầm ảnh hưởng của mỡ nó càng yếu. Thật sự phải nói với anh em là từ trước đến giờ mỡ không phải là cái người chơi tanker user, mà mỡ rất ít khi chơi những cái con tanh, mà đặc biệt là tanh đỡ đòn kiểu tanh đi rừng ấy. Bởi vì anh em nên nhớ rằng là những cái con tanh đi rừng ngoại trừ con Fedrin nha, đây đều là những cái con tướng không có đam. Đam của nó kiểu nó có nhưng mà nó không phải là đam sốc ý. Như kiểu con Basia này thì nó lại theo kiểu gọi là đam, theo kiểu gọi là đi vờn vờn khó chịu. Còn nếu như mà đam như Fedrin thì chắc mỡ chơi được. Khổ là nó như vậy cơ. Thôi anh em ạ, trận đấu này còn nước còn tát, chơi được đến đâu thì gánh đến đấy. Game đấu này mỡ vẫn chưa lên bảng điểm số một lần nào và có được KDA 301, nó là xanh chín rồi. Chúng ta cần phải ăn cái con rùa thật nhanh để ra hang bùa tím bên phía phần rừng của team bạn. Có lẽ là không cần trừng phạt đâu. Sau đó hóa thành bánh xe công lý, chết con bùa đỏ cái. Bùa đỏ bị ăn rồi anh em ạ. Thế thì mỡ sẽ ra đường giữa nha. Ở đây là có Nana, thôi xong, Nana không có nội tại anh em ạ. Để mỡ hấp diêm Nana. Nana lên bảng điểm số rồi, công sức của mỡ nhưng mạng là của Lilia. Và ở đây Carry đang bắn, Carry mở cả cho mình đó là khóa kép luôn, đuổi mỡ hả? Trời ơi, tham vọng vậy má, đúng là con đàn bà tham vọng anh em ạ. Nhưng mà không đuổi được mỡ rồi. Trong khi đó thì ở đường trên, Gilson vừa kết liễu đi được Moscow và mỡ thấy điều đó. Bánh xe công lý lên đường trên ngay, đánh thường chiêu 1 một cái, chiêu 2 đánh thường một cái. Và như vậy là mạng thứ tư rồi. Đấy, game đấu này chưa lên bảng điểm số một lần nào cả, là ok là anh em ơi. Mỡ tiếp tục lên đường trên nha, thì mỡ sẽ cố gắng vây hãm con Carry này. Đây, Carry phải chạy đâu? Lượn này, lượn trêu nó anh em này. Ê, trêu nó thôi, bây giờ mới vào thật này. Bây giờ mới vào thật, ném này. Đuổi anh em nha. Ô kìa, trời ơi, đúng lúc tôi ném thì lúc đấy nó lại nhảy đi một đoạn anh em ạ. Bắt con Carry này chưa bao giờ là dễ dàng cả. Thế nãy giờ bắt khó quá kìa trường. À, thôi không sao anh em ạ. Game đấu này thì mỡ nghĩ rằng Carry team bạn đang là người chơi sáng nhất. Người chơi sáng nhất bên phía của team bạn ở trong cái trận đấu này. Carry đang đánh khá hay. Ở đây có Houston. Houston ăn cho con bò. Mỡ có được mạng thứ 5 rồi. Lao vào làm choáng nhẹ thì được đó là Nana. Nhưng mà mỡ không dám đánh thêm. Mỡ không dám đánh thêm anh em ạ. Bởi vì là mỡ đang bị truy kích đến từ con Carry. Nhìn nó kinh quá anh em ơi. Không dám nhổng lên anh em ạ. Thôi về cái đã. À mà khoan, cũng không nhiều, cũng không không ít máu lắm. Thôi thì farm cái con bùa tím cho nó gọi là thêm tí mana với cả thêm tí máu, xong rồi lại tiếp tục quay trở lại chơi con Carry tí anh em ạ. Ồ, con Carry đang bị ung tí đến từ ông Odin kìa. Lao lên kìa, xem mấy đấm nào. Một đấm này, ít nhất là một đấm. Ôi, nó không đấm được cái nào anh em ạ. Phải cả Odin như kiểu tấu hài. Ơ kìa, lên đường trên giúp nó nào. Bánh xe công lý, lăn lên. Ừ, thôi từ từ nha, con Carry nó chạy mất rồi. Lùa thằng đằng sau, lùa thằng Fendi vậy. Fendi lại bay về. Bay khó chịu anh em nhỉ, toàn mấy cái đứa nó cứ chạy. Ôi được rồi, có thằng Gilson. Gilson đi tấu hài, tôi tiếp tục lùa vào cái con Carry này. Mà Carry đánh nó khó chịu quá, Carry nó cứ giật ra giật vào anh em ạ. Mình đánh không ăn thua. Thôi thì mình vòng đằng sau, chỉnh lại một chút xíu và set đồ. Đấy, thôi chắc là không lao vào cái con Carry đâu anh em ơi. Mục tiêu của chúng ta là đây con này. Đấy, team nó toàn mấy cái con nó chạy được anh em ạ. Cho nên là mình kiểu mình không có cách nào mình bắt được nó. Đồng đội của mình thì nó cũng chả có cái gì để mà giữ được kẻ địch lại cả. Lilia thì bây giờ nó là pháp sư vứt đi rồi. Undead thì nó cũng chỉ có đấm với cả làm choáng cái nhẹ. Đấy, Moscow thì nó ở đường dưới, nó đang solo với Lord. Ở đây là có cái con Carry này anh em này, nó đang ăn bùa tím này. Để lại bùa cho mỡ.
ăn làm sao bùa được mỡ. Kerry đang bắn mỡ, tầm này nó bắn bắt đầu đau rồi anh em ạ, bởi vì là cái nội tại của nó máu mỡ càng nhiều thì nó bắn càng đau. Nhưng mà ồ thôi xong rồi, tôi đi vào địch rồi. Tầm này tôi không đủ cứng để mà gọi là một mình cân hết cả lò bên phía của team bạn đấy anh em ạ. Tầm này mình phải đánh cẩn thận một tí anh em nhá. Rồi sau khi hồi sinh dậy thì ở đường dưới mỡ phát hiện ra được Alucard đang đi đẩy lề. Mỡ có đường tình huống, ui Alucard này quân tử quá không ạ, không chạy luôn. Như vậy là Alucard đã phải lên bảng điểm số mất rồi. Nãy giờ thao thao bất tuyệt hơi nhiều nhưng mà mỡ quên mất, mỡ không đề cập đến cái ngoại hình của cái skin huyền thoại này của cái con ba CI anh em nhỉ. Thế thì để mỡ sẽ gọi là tóm gọn sơ qua cái ngoại hình của cái vị tướng ba CI này anh em nhé. Thì như anh em có thể đang nhìn thấy là ở trong cái trang phục này thì ba CI anh ta có được một cái tông màu chủ đạo ở đây, đó là cái tông màu trầm tối anh em hiểu không ạ, một cái tông màu trầm tối. Nhưng mà nổi bật nhất thì cá nhân mỡ cho rằng ở trong cái trang phục thần thoại huyền vũ này là nó đến từ cái khiên của ba CI. Khi mà cái khiên của ba CI nó có thể nhìn thấy hai cái con rùa, anh em có thể nhìn thấy gọi là hai cái con quy đấy. Đấy, nhìn có thể nói là cực kỳ nhìn rất đẹp, được mun tun rất chăm chút đến từ hai cái khiên này của ba CI. Bên cạnh đó thì ba CI ở trong cái làn da này ngăm đen hơn và cái đầu của ba CI nhìn khá là giống đầu rồng. Xong rồi ở trên cổ nó có một cái chuỗi dây ngọc rất là lớn, một cái ngọc hình màu này chắc có lẽ là màu lục bảo anh em nhỉ, màu ngọc màu xanh ấy. Nhưng mà từ trên cao nhìn xuống chúng ta sẽ không nhìn thấy. Trang phục của ba CI nó sẽ là màu cam, quần nâu đấy, cái bộ trang phục mà cá nhân mỡ cho rằng đẹp ở trong cái phong mục season 30, một cái trang phục có thể nói là gần như là free dành cho anh em nào mà muốn sở hữu đến. Ok, quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong cái trận đấu này đi. Thì một tình huống ở đây đó chính là giao tranh. Team mỡ mất 2 nhưng team bạn cũng đã mất 3. Team mỡ mất 4 rồi nhưng mỡ không đủ đam để kết liễu đi được, đó là cái vị tướng carry nữa. Thì mỡ buộc phải nằm xuống, con carry về lết càng ngày càng khỏe, mỡ không tăng lại được nó nữa rồi anh em ạ. Cho nên là trận đấu này thôi tôi chỉ còn biết hy vọng vào những cái con như là con Moscow hay là cái con Older thôi, chứ tầm này carry tôi nhìn nó tôi mắt chớp chớp mồm đớp đớp rồi anh em ạ. Tôi chỉ có nhồng ra được đằng sau thôi, đó là Nana, đó là Fendi, hay quá. Moscow thì mỡ đã kết liễu đi được, đó là cái thằng carry kia rồi. Còn ở đây thì ui, bốn đứa lên bảng điểm số rồi anh em ơi, đẩy đường end game thôi anh em ơi, end game thôi các ông ơi, đẩy đường dưới lên. Ơ kìa, sao tự nhiên bọn này chạy ra hết đây hết là như nào mà. Rồi xong giờ sao em, bọn kia chạy đâu đây, chạy lên trên à? Đi vào giữa lại em luôn rồi gì nữa. Hai thằng chạy vào rừng, một thằng đứng AFK ở nhà. Quay nồi. Đúng là những trận đấu ở trong máy chủ thử nghiệm có khác anh em ạ. Tụi nó cũng chả quan tâm gì đến cái việc thắng hay thua luôn. Còn tụi nó cứ đánh theo cái kiểu gọi là chờ địch, chờ team bạn ra hồi sinh tiếp để mà đánh nhau tiếp anh em ạ. Cái game này lại dài rồi anh em ạ. Một trận đấu lại dài hơi. Mợ có mặt ở đây. Carrier đang cố gắng nhảy lên, cô ta mở cả cung thần phong lên để tấu hài à. Và tự nhiên Carrier ít máu mới quay ngược trở lại, kết liễu đi được Carrier. Nhưng vấn đề đây là ba thành viên bên phía của team bạn họ đã dồn sát thương mỡ lên bảng điểm số mất rồi. Ok, mỡ hồi sinh dậy, trận đấu đã kéo dài đến phút thứ 18 và mỡ cùng với đồng đội của mỡ phát hiện ra được ở đường dưới có Alucard. Anh ta đứng ở trong bụi định dịch chuyển về, nhưng vừa ra lòng tình huống mà Genevieve cố gắng dướn lên để mà tung skill cancel cái dịch chuyển đó đi. Và cùng với đó là Alucard đã phải lên bảng điểm số. Fanny bay màu, Carrier cũng đã mất dạng. Team bạn bây giờ chỉ còn lại một mình Gilgen. Và kèm theo đó là một vị tướng nữa, hình như mỡ nhìn không nhầm ở đây là Nana. Nên thôi, cẩn tắc vô ấy náy. Mà dù gì đi chăng nữa là thế linh nó cũng đang hơi cao, cho nên là mỡ sẽ đẩy ở đường dưới và đường trên. Cùng với đó là ăn đi cho mình đó là cái con lót này. Đấy, đẩy đều ba đường lên để mà ăn lót anh em nhá. Nhưng mà từ từ lấy cái con bùa tìm lại anh em ạ. Để mà kết thúc trận đấu này tại đây. Một trận đấu tưởng nó đơn giản nhưng kéo dài vãi. Thật ra không phải là một cái trận đấu nó khó khăn đâu anh em ạ, mà tại vì cái con ba CI này nó là cái con tướng kiểu nó mang tính chất hỗ trợ, chứ nó không phải là một cái con tướng mà kiểu dồn đam đánh nhau. Mình không chủ động để kết thúc trận đấu được anh em ạ, bởi vì mình là tanh mà. Rồi phía bên này, carry lên quá cao, cô ta bị bớ. Và đây sẽ là tình huống carry lên bảng điểm số. Team bạn mất 3 người, trong đó có carry và Nana thủ nhà, chỉ còn lại Gilgen, chỉ còn lại Alucard mà thôi. Và trận đấu này kết thúc tại đây. Vâng, trên đây là video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về skin mới của ba CI thần thoại huyền vũ. Trang phục này free nên là season 30 anh em nhớ lấy về nhà. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em sau. Peace.